Nhận định nữ Hà Lan với nữ Nhật Bản, 2 giờ ngày 26 tháng 6, vòng 1/8 World Cup, sân Rayong Park, nữ Hà Lan đang chơi rất hay ở vòng bảng năm nay. Vì vậy, hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào các cô gái châu Âu sẽ tiếp tục có màn trình diễn thăng hoa trước nữ Nhật Bản. Nếu dựa vào vị trí trên FIFA, nữ Hà Lan gặp nữ Nhật Bản là cặp đấu cân tài cân sức nhất vòng 1/8 World Cup nữ 2019. Trong khi nữ Hà Lan đứng thứ 8 thì vị trí của Nhật Bản là thứ 7. Lịch sử đối đầu cũng chỉ ra rằng, giữa nữ Hà Lan và nữ Nhật Bản không có nhiều sự khác biệt. Trải qua 7 lần so tài cao thấp, nữ Hà Lan thắng 3, còn nữ Nhật Bản thắng 4. Thế nhưng, trên sàn châu Á, nữ Nhật Bản lại được nhà cái đánh giá cao như nữ Hà Lan, thể hiện qua mức chênh lệch 1/2. Điều đáng nói, sau khi niêm yết trên sàn giao dịch, điểm ăn của đội bóng xứ mặt trời mọc chỉ tăng chứ không giảm, điều khiến chỉ số handicap đang có xu hướng dịch chuyển từ 1/2 lên 0/4. Xem xét một cách kỹ lưỡng, việc nữ Nhật Bản bị nhà cái và giới đầu tư quay lưng là điều dễ hiểu. Nữ Hà Lan đang chơi rất hay ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho phái đẹp. Nằm ở bảng đấu có sự góp mặt của nữ Canada, nữ New Zealand và nữ Cameroon. Nữ Hà Lan toàn thắng, ghi trung bình 2 bàn trên trận. Nếu tính cả loạt trận giao hữu trước đó, nữ Hà Lan đang có mạch 6 trận toàn thắng, ghi cả thảy 18 bàn. Phía đối diện, những gì mà nữ Nhật Bản đang thể hiện không thực sự thuyết phục. Ở vòng bảng vừa qua, đội bóng châu Á chỉ một lần ca khúc khải hoàn, còn lại hòa 1, thua 1. Nếu tính trong phạm vi 7 trận vừa qua, nữ Nhật Bản thắng 1, hòa 3, thua 3. Theo thống kê, 2 trận gần đây được chấp trong khoảng từ 1/2 đến 3/4. Nữ Nhật Bản đều nếm trái đắng, tin rằng vé đi tiếp sẽ thuộc về đại diện châu Âu.